Chào các bạn đã trở lại kênh YouTube Mười Lạnh Miền Tây. Hôm nay thì mời cùng với anh em là có đi bắt được một mớ cá để nướng. Đây chắc này thì cũng khoảng là 1-2 giờ rồi. Nãy qua mớ cá ở đây nè. Bây giờ đem lên đây nướng đây. Mình nướng này nướng bằng thiết. Ông ngồi vô ốp rồi. Đây là lươn. Đây cá lóc. Đây là cá chê. Cá chê này là cá chê đồng nha quý vị. Cá chê trắng. Chê trắng, chê dừa. Đây thì ở đây thì giấc trưa thì nhậu ở đây là lý tưởng mọi người ơi. Đây ở trên thì hàng dừa. Hồi xa xưa thì ta nướng gom, giờ nướng gom xưa, giờ mình đổi lên nướng thiết. Còn này là nướng cá. Này nướng cá nướng thiết. Nhìn thấy thèm mọi người ơi. Thấy thèm mọi người ơi. Người thèm thôi, người thèm người mệt lắm. Còn đây thì đây nướng chín hạt vịt. Đây, mình cuộn đây. Khi mà mình cuộn nên mình quán hạt vịt vô đây. Vịt ra, hay hí ra cho chứng thấy chứng vịt coi. Bởi vịt mà. Bự ra chứ mũi. Vịt mình đập vịt vịt ra vậy không rồi. Rồi mình quán lại gì mình nướng. Đây. Thì ở đây chỉ có miền Tây à, miền Tây thì nuôi vịt mới có cách này nướng nha mọi người. Đây mình quấn ở đây. Đó. Cái anh đốt gom nướng. Chú làm đi. Đó gom mấy gom dạ dạ. Dạ dạ, nó quấn nó không có cháy vậy. Lá còn quấn nó cháy. Đó. Quấn vậy là chống nổ nha. Bao nổ luôn á, chứng nào cũng nổ hết á. Chỉ có ở dưới quê mình mới có nha mọi người. Không dịch lụm quán gom nướng đồng mà ngay mùa lúa cắt nữa chỉ mới có gom. Thả dịch đây. Dịch tầm để ghi được ở ngoài đó thôi à. Nó khác một luôn. Nó màu chín hơn con cáp á. Tôi đi quê máy. Đó, đây đó, mình để đó. Ốc đồng à? Đấy là đừng có để nhiều, đừng nhiều nấu à? Nó không có ăn. Cháy gần hết đó mình không làm gì nữa. Còn đây thì nướng làm dịch thì chưa giờ mời xin mời mọi người qua đây. Cá của mình nhìn thấy đã giờ chở. Đây là cá trắng. Đây là cá chê trắng, mập hết biết mập. Ớt à hả? Nó một vườn đó. Đấy, giờ cái ớt nó quậy như đường ngọt lên á. Nhưng mà thơm quá mọi người ơi. Chịu hết nổi rồi, nhiễu nhiễu cũng miếng. Đạo hạnh cao siêu cỡ nào mà chịu không nổi cái cảnh này đồng đồng. Bữa nhậu cao là kiếm nhân trường nó mất sự. Cậu nữa đứng vẽ cá mà nghe nó mới lấy vẽ hứng chứ. Nó mày rụng nó mày hứng lát này vẽ là sao. Chết cha, thiếu đường rồi. Nước mắm quá trời nhiều à. Mọi người ơi, giấc này thì nướng cá cũng đã chín rồi. Tôi có biết đâu. Nướng thiết này thì đặc biệt nha mọi người. Nhìn cá vậy bên này ngon quá thơm à. Gắn nó lát ăn sống á. Nó cho sạch ăn. Cực kỳ luôn mọi người. Ấy là cực kỳ luôn. Đẹp chế luôn. Mà cá đồng mình đem nắng mình đập đúng được. Cá này là cá đồng nha mọi người. Cái đầu vô chín chú ơi. Để cái đầu vô lửa đi. Cái đầu nó thấy. Chín không?
hơi cái đầu rồi đó. Ở bên đó là ngon rồi đó. Cái bắp nướng phải là lớn lớn. Ừ, lớn mà nó hẳn đồ thả cho thả trong hầm. Trời ơi, cá mà lớn mình ăn ăn đã. Đã. Ăn xương. Mấy con này ở đây có dư thì để dành. Mọi người ơi, thì mình nướng cũng đã một lúc rồi, dịch cũng đã chín em rồi. Nó cũng sang bút lửa luôn kìa. Nướng kỹ thuật nha. Rồi út món kìa, chưa lên tại. Đây nè. Ngon. Có chứ này. Nấu lớn. Hàng này xì vậy. Ơi. Con ngồi chạy. Nãy cái gì ta luộc để đi, còn một cách nữa rồi luộc cái này rồi mới quay. Nó cái bọc á luộc con vịt. Đó. Không có treo lên rồi bữa nào đó. Biết. Mua vịt đi treo lên đi xong một ta nướng ăn nó luộc. Nướng ăn nó hơi khói nó thơm hơn. Mà không có mình chịu mình luộc á, kiểu mình làm cho cái có mùi gom hơn. Này nè rồi quay lại đây, quay lại đó. Liên dân khỏi mâm thì để bụng. Đây cá đó chín này quý vị. Nè, đó. Được chưa đó đó. Con này cũng chín luôn rồi. Nướng cho tàu qua nghe dùng bạch. Không. Dân động là chị đó. Gì đó trong ngồi con giả là gì đó trả. Giả không trả thì rửa cái liền cái. Cha tới cua bữa mà chín tươi. Nướng cái cá đó kìa. Trời ơi. Còn than để đủ than nướng cà không nướng đứa anh ăn sống nướng nó tốt luôn hết rồi ăn sống đi quay xong rồi nướng bữa hổm dễ ẹt rồi nó ngon ừ. Thiệt mà nó mất thịt quá khẩu để nó ngọt dữ không chú mừng bữa hổm cũng để gì chứ đâu mày trong thời gian thì nướng cũng đã rồi rồi học giờ tới anh em tụ họp nhậu đây cá chơi đây hồng vịt nướng chơi đây rau cà chua cho nhà trong cà chua sạch đó cái lá đây là cái lóc đồng chơi luôn quay chơi nguyên cái luôn quay trời ơi chữa đầu đã trời ơi chơi luôn từ 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 đây nè nó vô các bạn cá mình đang chín giờ nướng quá trời khô ngon luôn các bạn ơi chứ cá nuôi là nướng như vậy là có nó ngon cá đồng mình sẽ gọi nó lúc nào cũng đóng cái nó trong lại nó khô như đồng thái tao bán chín mấy à cà chua này ông nội là cái lối trước ông ơi ông rồi đây đủ rồi cà chua đâu dám sập đâu để dành ăn mà nó sập thì còn mấy mấy cái cà chua nữa hả để bạn bại luôn rồi gió trồng 10 cây rồi 10 cây, 10 cây đó. Đừng cây đó mà không có được mấy thằng Nam Thái vô mãi nha tại vì mình ấy chứ ta sập có mấy cái à nó có bị ấy tao quá cái này trái này không cọc không biết không rồi mà khác có cọc hai cọc ba chục bụi thôi là bẻ bọc phải ra mình nó tơ sống á nó tơ coi chả chén này chế muối ra không chấm không bình hoàng dạ còn qua cái măng này nóng huỳnh măng cũng có súng nồi cái muối đó phải thêm mấy tấm đồng mọi người ơi quay déo có mười người đến đây cũng đã kết thúc rồi mình tâm thái thì xuống cầu huỳnh đó nếu mà thích quay déo mình cho mình một nút đăng ký và một kêu like kêu em ơi xin chào và hẹn gặp lại điện lên đi lúc đang xịt